Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố do Thượng tá Quỳnh Giang Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy. Từ đầu năm đến nay, Đảng quỹ Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy phát huy tốt vai trò tham mưu tốt cho quận quỹ, quỹ ban nhân dân quận trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó nổi bật là duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đạt kết quả tốt tổ chức diễn tập chỉ quy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ và chỉ đạo hai phường trà nóc bùi hữu nghĩa diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đúng mục đích kế hoạch đề ra tăng cường hoạt động nắm địa bàn phối hợp với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ an toàn các hoạt động sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn đặc biệt tổ chức thành công lễ giao nhận quân điểm chỉ đạo của thành phố đạt yêu cầu thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng phổ biến giáo dục pháp luật góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện